thân mến chào các bạn. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày đến điểm thứ tư, tức là quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Chúng tôi cũng đã nói đến nhu cầu của người vợ. Bây giờ chúng tôi xin nói về nhu cầu của các ông chồng, tức là những điều các anh trông mong nơi người bạn đời của mình. Nhìn chung, các ông chồng cũng có 5 nhu cầu cơ bản như sau. Thứ nhất, các ông muốn được vợ kính trọng. Thứ hai, các ông cần được vợ đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối. Thứ ba, các ông chồng cần vợ làm người bạn đồng hành với mình. Nhu cầu thứ tư là các ông muốn vợ giỏi việc nội trợ. Nhu cầu thứ năm, các ông muốn có người vợ xinh xắn, dễ thương. Bây giờ chúng tôi sẽ nói lần lượt từng nhu cầu một. Nhu cầu thứ nhất là các ông chồng cần được vợ kính trọng và vâng phục. Ông chồng nào cũng muốn vợ kính trọng mình và ở dưới sự hướng dẫn của mình. Đây là điều các cô cần để ý. Được vợ kính trọng là nhu cầu lớn nhất của các ông. Đây cũng là điều chính đáng vì nó phù hợp với lời Kinh Thánh dạy. Trong khuôn mẫu đời sống gia đình, Đức Chúa Trời đặt người chồng làm đầu vợ, tức là chủ gia đình. Người chồng phải được vợ kính trọng và tuân phục thì mới có thể làm trọn vai trò lãnh đạo gia đình. Trong đời sống chung mai sau, các cô cần làm những điều sau đây để đáp ứng nhu cầu này cho chồng. Thứ nhất, đặt mình dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Đừng làm khôn với chồng, cũng đừng lấn quyền chồng, nhưng mềm mại, vâng phục chồng trong mọi sự như lời Chúa dạy. Ngoài ra, các cô phải tránh nói xấu chồng hay sửa lỗi chồng trước mặt người khác. Dù chồng có khuyết điểm hay lỗi lầm, các cô vẫn tôn trọng và vâng phục. Luôn luôn nói năng lễ độ, dịu dàng với chồng. Khi chồng làm điều gì tốt, nhớ ca ngợi, khích lệ. Và khi chồng giúp đỡ việc nhà, đừng quên ghi nhận công khó của chồng. Nhu cầu thứ hai, các ông cần được vợ đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối. Một nhu cầu lớn khác của chồng mà các cô sắp bước vào hôn nhân cần biết, đó là người chồng của các cô cần được vợ đáp ứng nhu cầu sinh lý. Sự kết hợp thể xác giữa vợ và chồng là điều Đức Chúa Trời đã định khi Ngài thiết lập hôn nhân. Chúa phán, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Nhu cầu sinh lý là điều Đức Chúa Trời ban cho con người để ràng buộc con người trong tình yêu vợ chồng. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, đây là nhu cầu quan trọng và cần thiết để giữ cho vợ chồng không ngã vào tội ngoại tình, tội tà dâm, vân vân. Vì thế, các cô trong đời sống hôn nhân sau này cần quan tâm, chú ý hầu có thể đáp ứng nhu cầu này cho chồng. Nhu cầu thứ ba, các ông muốn vợ làm người bạn đồng hành với mình. Các ông chồng muốn vợ quan tâm, hiểu biết và yểm trợ những việc các ông làm, những điều các ông đeo đuổi. Khi được vợ khích lệ và nâng đỡ trong nghề nghiệp hay trong sở thích, các ông sẽ cảm thấy vui vẻ, thỏa nguyện và hăng hái trong mọi sự. Vì thế, trong vai trò người vợ, các cô nhớ quan tâm đến công việc của chồng cũng như sở thích của chồng. Dành thì giờ giúp chồng những gì mình có thể giúp được. Khuyến khích khi chồng làm những việc tốt đẹp, hữu ích. Tập thích những gì chồng thích. Chẳng hạn như thích nghe nhạc, đọc sách, đi câu cá, chơi thể thao, vân vân. Khi người vợ thật sự là người bạn thân, người bạn đời của chồng, tình yêu vợ chồng sẽ ngày càng đậm đà. Nhu cầu thứ tư của các ông là các ông cần người vợ biết lo việc nội trợ. Người chồng nào cũng muốn vợ chăm lo cho mình miếng ăn, thức uống, cái quần, cái áo và biết lo cho con cái. Dù ngày nay nhiều người cho con gái đi học, chứ không chú trọng vào việc dạy con nấu ăn, làm bánh, may vá. Việc nội trợ vẫn là yếu tố quan trọng nắm giữ hạnh phúc gia đình.
Vì thế, dù các cô học giỏi, dù đi làm việc ở ngoài, cũng đừng sao lãng trách nhiệm người nội trợ trong gia đình. Nếu không biết nấu ăn, hãy lo học nấu ăn. Nhu cầu này của các ông chồng cũng chính đáng, vì Thánh Kinh cũng dạy rằng người đàn bà phải biết trông nom việc nhà, chăm lo cho con cái. Và nhu cầu thứ năm cũng là nhu cầu cuối cùng. Các ông muốn có người vợ xinh đẹp, dễ thương. Tâm lý chung là người đàn ông nào cũng muốn có người vợ xinh đẹp, dễ nhìn. Khi một anh yêu một cô nào, thì cô đó đã là người đẹp của chàng rồi. Tuy nhiên, khi đã là vợ và có con cái, các cô nhớ chăm sóc diện mạo, vóc dáng và cách ăn mặc của mình. Dĩ nhiên là người phụ nữ tin Chúa, chúng ta phải trau dồi vẻ đẹp bề trong, tức là tâm tính và đức hạnh, chứ không chạy theo vẻ đẹp bề ngoài. Nhưng chúng ta cũng phải chăm sóc chính mình, chứ không thể để quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bù hoặc mặt mày dơ bẩn. Chúng ta trau dồi con người bề trong, nhưng không bỏ quên con người bề ngoài, đến nỗi chồng phải xấu hổ vì mình. Các cô trong vai trò người vợ cần ăn mặc sạch sẽ, lịch sự, chăm sóc sức khỏe, đầu tóc gọn gàng, mặt mày sáng sủa, tươi đẹp. Đó là điều cần thiết cho hạnh phúc gia đình.